Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Máy Móc Việt Nam Bình Tân. Thì lời đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn với những anh chị em mình đã luôn theo dõi và đồng hành với Máy Móc Việt Nam Bình Tân trong thời gian qua nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị em mình một dòng máy cắt nhôm gỗ của thương hiệu Fitman. Thì con máy này nó vừa mới có mặt tại cửa hàng em là em lật đật ra review liền cho anh chị em mình xem ha. Thì máy này có mã là FM6011250 nha anh chị em mình nha. Bây giờ anh chị em hãy cùng em khui thùng để xem sản phẩm bên trong nó có những gì nha. Đầu tiên sẽ là một cái kẹp phôi, một cái lưỡi kèm thay thế, lưỡi này là lưỡi cắt sắt nha anh chị em mình nha. Đây là cái túi đựng ba vớ. Rồi và cuối cùng là con máy ha. À, nó có cái kèm cho mình một cái khóa mở lưỡi nữa nha anh chị em mình nha, một cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Như anh chị em mình thấy nó có một cái màu bạc bạc kim rất là sáng và đẹp luôn. Hầu như tất cả những con máy cắt hiện nay là đều sẽ không có cái màu này nha. Cái màu này là cái màu mới nhất luôn và cái thương hiệu này nó cũng mới tụi em mới nhập hàng về để thử xem sản phẩm của nó như thế nào ha. Là em sẽ review liền cho anh chị em mình luôn. Tay cầm của nó sẽ được phủ một cái lớp nhựa chống trơn trượt cho anh chị em mình luôn nha. Khi mà mình làm trong cái môi trường mà nóng đổ mồ hôi tay hoặc là dính nhớt nó sẽ không có bị trơn trượt ha. Rồi. Cái tay cái cò bóp của nó sẽ nằm ở trên tay cầm như thế này ha. Và đây là cái bảng thông số của nó, anh chị em có thể thấy. Em sẽ giới thiệu sơ cho anh chị em mình cái bảng thông số của nó được dán sẵn trên thân máy như thế này luôn nha. Thì cái con máy này nó sẽ sử dụng điện gia đình 230V 50Hz ha. Và cái tốc độ không tải của nó sẽ là 4500 vòng trên 1 phút. Công suất của nó sẽ là 1250W. Đường kính lưỡi của nó sẽ là 210mm ha. Và cái đường kính ở cái lỗ ở giữa lưỡi của nó đây sẽ là 24. Cái đường kính lỗ này sẽ là 25,4mm ha. Và con máy này nó có thể cắt được góc nghiêng 45 độ. Bây giờ em sẽ thử cắt cái góc nghiêng 45 độ để anh chị em mình xem ha. Đó, khi mà mình cắt thì mình phải dặn cái nút xoay ở đằng sau thân máy như thế này. Đó, rồi mình cắt nha. Đây, mình có thể cắt được góc nghiêng 45 độ. Đây là cái bảo vệ lưỡi. Đây là cái lưỡi trắng, cái la trắng bảo vệ lưỡi cho anh chị em mình luôn ha. Được làm bằng một cái lớp nhựa trong suốt rất là đẹp mắt luôn. Như những con máy cắt thông thường khác trên thị trường nó sẽ không có một cái tay cầm như thế này cho anh chị em mình đâu nha. Nhưng riêng con máy này nó có thiết kế cái tay cầm cho anh chị em mình khi di chuyển cầm nắm tách rất là dễ dàng và tiện lợi luôn. Và đặc biệt con máy này nó có một cái tính năng là giảm cái độ rung để khi mà anh chị em mình cắt nó không có rung nhiều, mình sẽ cắt được chính xác hơn nha. Và nó sẽ có một cái bộ phận tản nhiệt ở bên trong con máy giúp máy làm việc lâu mà không có bị nóng máy ha, tăng tuổi thọ của con máy. Thì cái con máy này nó sẽ giữ sử dụng động cơ có chổi than nha anh chị em mình nha. Và hình như là đi kèm sản phẩm nó sẽ không có cái chổi than để thay thế. Nhưng mà cái chổi than này mình có thể dễ dàng tìm kiếm ở những cái chỗ bán vật liệu hoặc phụ tùng thay thế trên thị trường này nha. Như anh chị em mình thấy cái bàn của nó được thiết kế bằng nhôm đúc rất là chắc chắn luôn ha. Và ở dưới đây sẽ là cái bàn xoay để anh chị em mình cắt góc xoay trái phải 45 độ bằng cách xoay cái bàn này rất là dễ dàng và nhẹ nhàng luôn ha. Đó, anh chị em mình thấy khi mà xoay rất là dễ nhàng luôn. Đây sẽ là cái nơi mà mình khóa đế nha. Khi mà mình xoay cái bàn xoay nè, đó, để em thử cho anh chị mình xem nha. Khi mình xoay cái bàn xoay đó rồi mà mình muốn như cái độ mà mong muốn thì mình sẽ khóa cái chỗ này lại ha, mình sẽ khóa nó lại đó ngay cái độ cắt mà mình mong muốn ha. Và đây sẽ là nơi kết hợp với cái đầu kẹp phôi ha, để mình cố định cái phôi cắt của mình được chắc chắn hơn ha. Đây rồi, hai bên đều có cái chỗ kẹp phôi này hết nha. Đi kèm theo máy nó sẽ lắp sẵn cho mình một cái lưỡi trên máy luôn ha. Thì cái lưỡi này là mình chuyên để cắt gỗ, còn nếu như anh chị em mình muốn cắt sắt thì mình sẽ thay thế cái lưỡi của hãng đứng kèm theo cho mình luôn nha. Đây là lưỡi cắt sắt ha. Đó, khi mà mình muốn cắt vật liệu nào thì mình cứ lắp cái lưỡi cho phù hợp là được. Và trước mắt anh chị em mình đây sẽ là một cái lưỡi cắt em đi kèm theo máy cho anh chị em mình luôn nha. Thì cái lưỡi này mình sẽ cắt được sắt, nhôm, gỗ, nhựa ha. Và mình cắt với những con máy phù hợp với những con máy dưới vòng tua dưới là 5000 vòng trên 1 phút nha. Đường kính lưỡi của nó sẽ là 210 và cái đường kính cốt của nó sẽ là 25,4mm nha. Trang bị của con máy nó sẽ là một cái dây nguồn rất là dài ha, làm phù hợp cho anh chị em mình làm việc với bán kính rộng rãi hơn. Và nó sẽ có một cái thích cắm rất là chắc chắn và xịn sò như thế này luôn cho anh chị em mình nha. Với cái dòng máy này sau khi mà anh em mình sử dụng xong mình có thể khóa nó để cho nó gọn gàng lại ha. Thì nó đang mình đang sử dụng thì nó sẽ như thế này. Và sau khi sử dụng xong thì mình sẽ gặp nó lại và đẩy cái nút khóa này vào. Đó là em sẽ thấy nó rất là gọn gàng ha. Thì khi mà mình gấp gọn như thế này sẽ phù hợp với những anh em mà làm việc trong môi trường mà không được rộng rãi nhỏ thì mình có thể sử dụng con này, mình có thể cất nó một cách gọn gàng hơn những con máy mà bự mà cồng kềnh khác anh chị em mình ha. Sau khi cùng em tìm hiểu thông số của con máy này thì anh em hãy cùng em xem tụi em test máy thử công suất hoạt động của nó như thế nào ha. Thank you.
chị đem lại hay gì đó đấy. Sau khi cùng em tìm hiểu về kiểu dáng, kích thước cũng như là công suất hoạt động và đã cùng em test thử luôn ha, thì anh chị em mình cảm thấy con máy này nó như thế nào, hãy để lại bình luận cho em biết nha. Và giá của con máy này sẽ là 1.990.000, bao gồm tất cả dụng cụ nãy giờ em đã giới thiệu cho anh chị ha, và kèm một cái lưỡi cắt cắt nhôm gỗ nhựa cho mình luôn nha. Nếu anh chị em mình có nhu cầu mua hàng thì hãy gọi đến số hotline 0906 779465, hoặc ghé trực tiếp cửa hàng em số 1095 quốc lộ 1A, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân để có thể trải nghiệm cũng như là test thử sản phẩm ha. Anh chị em mình đang xem video thì hãy cho em một lượt like, một lượt theo dõi, để khi bên em ra những cái sản phẩm mới hoặc là những cái chương trình khuyến mãi thì anh chị em mình có thể nắm bắt và đến ủng hộ em ha. Bây giờ em xin kết thúc video clip tại đây. Em xin chào và hẹn gặp lại anh chị em mình ở những video clip tiếp theo ha.